Chào mừng các bạn đã quay trở lại với SNews và hãy cùng chúng mình cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày nhé. Vào sáng ngày hôm nay mùng 3 tháng 10, nhiều tuyến phố tại Hà Nội đã đón cơn mưa rào sau nhiều ngày hanh khô, giúp không khí trong lành và mát mẻ hơn. Cơn mưa này thì được ví như là cơn mưa vàng và được kỳ vọng sẽ làm giảm tình trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội trong suốt nhiều tuần qua. Đối với người dân thủ đô Hà Nội, cơn mưa sáng nay mùng 3 tháng 10 thực sự quý hơn vàng bởi nó đã giúp không khí trong lành hơn rất nhiều, chấm dứt những chuỗi ngày ô nhiễm nghiêm trọng của thủ đô. Số liệu từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, định vị sét và ảnh radar thời tiết cho thấy, sáng sớm nay vùng mây đối lưu từ phía Tây Nam đang phát triển và mở rộng về phía khu vực Hà Nội. Vùng mây đối lưu này sẽ tiếp tục phát triển, gây ra mưa rào và dông cho các quận Trường Mỹ, Mỹ Đức, Thanh Oai, Hà Đông trước, sau đó lan sang các quận nội thành khác của Hà Nội. Trong cơn mưa dông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cơn mưa sáng nay đã giúp chỉ số ô nhiễm không khí của Hà Nội giảm đáng kể. Theo chỉ số chất lượng không khí tại Hà Nội vào khoảng 9 giờ sáng nay, đa số khu vực quan trắc chỉ số AQI, chỉ số chất lượng không khí đã ở ngưỡng màu vàng và da cam, không còn màu đỏ và màu tím nguy hại cho sức khỏe nữa. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao nên sáng sớm nay mưa dông đã xuất hiện. Độ ẩm tại Hà Nội cũng tăng so với những ngày vừa qua, thấp nhất là 60%. Nhiệt độ dao động từ 30 đến 33 độ, về đêm giảm thấp nhất còn 24 đến 27 độ. Mưa dông cục bộ có thể tiếp tục vào chiều tối. Đợt mưa dông này có thể kéo dài đến cuối tuần, sẽ làm giảm nồng độ bụi trong không khí trong những ngày tới. Lượng mưa lớn sẽ đẩy đi phần bụi gây ô nhiễm không khí trong thời gian qua, làm giảm đáng kể mức độ ô nhiễm. Cũng theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, lượng mưa trung bình tháng 9 năm 2019 thấp nhất trong 6 năm trở lại đây. Nhiều ngày Hà Nội không có mưa. Theo số liệu của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, từ chiều nay ngày 3 tháng 10 đến ngày 5 tháng 10, các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An sẽ có khả năng xảy ra mưa dông trên diện rộng, cục bộ có mưa vừa và mưa to. Chúng mình là SNews và các bạn đừng quên like, share, subscribe để cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé!